tháng 10 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý như Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, doanh nghiệp nỗ lực ổn định sản xuất trong khó khăn, giáo viên học sinh lo lắng trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia. Cùng tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương, đại diện gần 30 doanh nghiệp, nhà thầu tham gia xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, các hiệp hội. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nghị quyết Đại hội 13 tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá chiến lược về hạ tầng, gồm hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng năng lượng, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục. Điểm lại một số thành tựu, kết quả trong phát triển hạ tầng chiến lược thời gian qua, Thủ tướng cho biết về hàng không, công trình cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2025, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất dự kiến hoàn thành dịp 30 tháng 4 2025. Nhà ga T2 Nội Bài cũng dự kiến về đích đúng tiến độ. Về đường cao tốc, đến nay đã hoàn thành hơn 2.000 km, đang thi công 1.700 km và sẽ khởi công thêm 1.400 km thời gian tới. Về đường sắt, chính phủ đã trình cấp có thẩm quyền chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Thủ tướng cho biết Thường trực Chính phủ tổ chức cuộc làm việc để lắng nghe ý kiến các doanh nghiệp về kinh nghiệm triển khai các dự án, việc huy động nguồn vốn cho các dự án, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách như liên quan mỏ nguyên vật liệu thông thường cho các dự án. Thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình và đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các đối tác nước ngoài, từ đó tiếp tục tham gia triển khai, xây dựng các dự án lớn khác của đất nước trong thời gian tới. Đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Kim Phước, trưởng ban kinh tế ngân sách làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát đối với vai trò quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Xây dựng liên quan đến đơn thư khiếu nại của người dân về hoạt động của công ty cổ phần môi trường Thiên Thanh, huyện Vĩnh Cửu. Báo cáo với đoàn giám sát, Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư năm 2024, thay đổi lần 3 năm 2022. Được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường. Trong quá trình hoạt động, năm 2020, công ty bị phát hiện thu gom chất thải không đúng quy định. Năm 2023, tiếp tục phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến hoạt động xử lý nước thải để tái sử dụng, hệ thống khí thải của lò đốt số 2 và hệ thống xử lý khí thải chưa vận hành thử nghiệm. Một xưởng tận thu chì không có trong hồ sơ môi trường. Tháng 4 năm 2024, công ty tiếp tục bị phát hiện chôn lấp khối lượng lớn chất thải ra môi trường. Các cơ quan chức năng đang xử lý theo quy trình. Về lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng cho biết năm 2021, công ty cổ phần môi trường Thiên Thanh có nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng 22 hạng mục công trình. Quá trình xây dựng, Sở có đi kiểm tra hiện trạng, sau đó nghiệm thu công trình, 7 công trình theo thẩm quyền. Còn lại các công trình thuộc thẩm quyền nghiệm thu của chủ đầu tư. Sau này có một số hạng mục xây dựng ngoài giấy phép, thời điểm phát hiện thì quy định của pháp luật thay đổi nên chưa xác định thẩm quyền của Sở hay huyện xử phạt. Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Phước cho rằng, liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần Môi trường Thiên Thanh có rất nhiều vấn đề tồn tại nhưng chưa kiểm tra, xử lý dứt điểm, khiến người dân bức xúc, phản ánh, khiếu nại. Trưởng đoàn giám sát đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát, rà soát các nội dung theo yêu cầu, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo, gửi lại đoàn giám sát để đoàn tổng hợp báo cáo đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước mới công bố cho thấy, đến cuối tháng 7 năm 2024, lượng tiền gửi của các tổ chức đạt hơn 6,7 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ 1,07% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tiền gửi của dân cư đạt hơn 6,8 triệu tỷ đồng, tăng hơn 305.670 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 4,68% so với thời điểm cuối năm 2023, tương ứng tăng hơn 448.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng cao nhất tính từ đầu năm đến nay. Tiền gửi của dân cư tăng mạnh trong bối cảnh các ngân hàng liên tục tăng lãi suất từ tháng 4.
Cụ thể, cuối năm 2023, mặt bằng lãi suất đồng loạt giảm sâu về dưới 5% một năm. Nhưng với đà tăng từ tháng 4 đến nay, mức lãi suất 6% một năm cũng đã phổ biến trở lại ở một số ngân hàng. Theo Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến hết tháng 9 2024, xuất khẩu sản phẩm gỗ đem về 7,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu gỗ nguyên liệu đạt hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 13%. Xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ 777 triệu đô la Mỹ, tăng gần 4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản 9 tháng năm 2024 ước đạt trên 12 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Ghi nhận tăng trưởng nhưng tỷ lệ không đồng đều. Trong đó các doanh nghiệp FDI ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so với các doanh nghiệp Việt Nam. Không những thế, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp Việt đang gặp khó khăn. Doanh nghiệp Việt đang phải cạnh tranh rất lớn về mặt nhân công, giá cả, từ đầu tư đến nguyên vật liệu. Không những thế, doanh thu dù có tăng trưởng, nhưng biên lợi nhuận không còn nhiều như những năm trước khi vận hành chuỗi cung ứng của toàn ngành chưa đạt hiệu quả cao. Tình hình sản xuất và xuất khẩu gỗ trong quý 4 2024 được các hiệp hội doanh nghiệp dự đoán sẽ rất khó khăn do bão Jazi vừa qua đã để lại hậu quả rất nặng nề. Nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại, cần phải đầu tư, sửa chữa, khôi phục. Theo thống kê, xuất khẩu thủy sản tháng 9 đạt 866 triệu đô la Mỹ, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng của năm 2024, xuất khẩu thủy sản thu về 7,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính tới cuối tháng 9, xuất khẩu cá ngừ tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 715 triệu đô la Mỹ. Trong đó, cá ngừ low-in, filet đông lạnh chiếm 48% với 346 triệu đô la Mỹ, tăng 9,6%. Xuất khẩu cá ngừ đóng hộp chiếm 30%, đạt 214 triệu đô la Mỹ, tăng 16,6%. Phần lớn tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ đều là kết quả của nửa đầu năm. Xuất khẩu cá tra 9 tháng đầu năm mang về kim ngạch 1,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm cá tra chế biến tuy chiếm tỷ trọng khiêm tốn nhưng tăng đột phá 42%. Cá tra nguyên con, đông lạnh tăng 24%, cá tra phi lê, cắt khúc đông lạnh tăng nhẹ 4%. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2015 đến 2023, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng qua các năm, bình quân tăng 6,08% một năm. Cũng trong giai đoạn này, bình quân mỗi năm có 826.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp. Số người lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng qua từng năm, nhưng số có quyết định học nghề rất thấp, thậm chí giảm. Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2024, có trên 29.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, trung tâm đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 28.000 người với tổng số tiền hơn 882 tỷ đồng. Tuy nhiên, về học nghề, chỉ có 468 người đăng ký và được hỗ trợ học nghề với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm cho khoảng 29.000 người, trong đó có hơn 700 người được tuyển dụng. Để công tác đào tạo nghề cho người lao động thất nghiệp phát huy hiệu quả, các chuyên gia lao động việc làm cho rằng cần bảo đảm mức sống của họ bằng cách nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên bằng 75% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tăng mức hỗ trợ và kéo dài thời gian học nghề cho người lao động thất nghiệp. Bên cạnh đó, khi sửa đổi luật việc làm, cần bổ sung quy định người lao động tham gia học nghề được hỗ trợ các chi phí khác như đi lại, sinh hoạt phí trong thời gian học nghề. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng gần 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đã có những tín hiệu lạc quan khi đơn hàng ở một số ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như may mặc, giày dép, đồ gỗ. Tuy nhiên thì với nhiều ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là những ngành có liên quan đến thị trường bất động sản vẫn tiếp tục khó khăn dù vụ cao điểm sản xuất cuối năm đang đến gần. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh ghi nhận tại nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Diệp Nam Phương tại khu công nghiệp Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành. Nhà máy có diện tích 10.000 m2 với tổng vốn đầu tư 140 tỷ, được đầu tư xây dựng năm 2022 và hoàn thiện đi vào hoạt động năm 2023. Với hệ thống thiết bị máy móc chuyên dùng hiện đại, doanh nghiệp thực hiện phân phối gia công các sản phẩm kim loại, thép hợp kim, đặc biệt là thép không gỉ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ dân dụng, công nghiệp đến chuyên ngành dầu khí, hóa mỹ phẩm. Từ khi có nhà máy mới thì tất cả máy móc công nghệ đều tiên tiến hết và đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng yêu cầu.
đa số là phục vụ các yêu cầu khó tính của khách hàng, là Việt Nam Phương đã phục vụ rất là chu đáo và đúng chuẩn mực. Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các ngành công nghiệp phụ trợ, tình hình chung vẫn nhiều khó khăn, sản xuất cầm chừng, đơn hàng không tăng mà thậm chí còn giảm so với năm 2023. Tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến giờ rất là chậm. Nó chậm bởi thị trường bất động sản nó chậm, dẫn đến là xây dựng chậm và kéo theo các ngành phụ trợ cho xây dựng như ngành cửa nó cũng chậm theo. Hầu như các dự án lớn là rất là ít và cái khối dân dụng cũng rất là ít so với những năm trước đây. Cuối năm thì những năm khác thì là đơn hàng rất lớn, nhưng mà riêng năm nay thì hiện tại đơn hàng vẫn bình quân như vậy. Các cái sản phẩm mà xuất khẩu vẫn đang ở mức là trung bình, không có đột biến tăng cho những giống như những năm khác. Hiện tại Tương Lai có 130 lao động. Bộ phận sản xuất linh kiện cao su vẫn hoạt động 3 ca mỗi ngày, còn mặt hàng nhựa thì hoạt động 1 ca. Trong điều kiện thị trường phục hồi chưa như kỳ vọng, doanh nghiệp đang chủ động soát xét lại quy trình nội bộ, đồng thời nỗ lực tìm kiếm thị trường, đơn hàng mới để ổn định việc làm, thu nhập, giữ chân người lao động để không bỏ lỡ cơ hội khi thị trường phục hồi, đơn hàng tăng trở lại. Liên quan đến hạ tầng giao thông, thưa quý vị, quốc lộ 51 đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao nhất cả nước, thậm chí vượt gấp nhiều lần so với mức chịu tải kỹ thuật của tuyến. Thời gian qua, công tác duy tu, bảo dưỡng cũng như khắc phục các nguy cơ mất an toàn giao thông chưa thường xuyên, kịp thời, dẫn đến tình trạng mặt đường quốc lộ 51 liên tục xuống cấp, hư hỏng. Do đó, Đồng Nai kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông nhằm đảm bảo cho người dân lưu thông được an toàn, thông suốt, đó là cần thiết, cấp bách. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Hiện mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 51 đang quá tải. Trong đó, xe ben, xe tải nặng vận chuyển hàng hóa ra vào các khu công nghiệp, mỏ vật liệu, phục vụ xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn lưu thông suốt ngày đêm, dẫn đến mặt đường xuống cấp, hư hỏng nặng. Đồng thời mưa lớn diễn ra thường xuyên đã làm cho mặt đường cũng như hệ thống vạch sơn càng xuống cấp rất nghiêm trọng, phát sinh ổ gà, hằn lún vệt bánh xe. Đáng nói, nhiều vị trí tạo thành hố có bề mặt rộng, dài và sâu, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của người dân. Thời gian qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp kiểm tra, thống kê và ghi nhận các tồn tại về hạ tầng giao thông trên tuyến. Về mặt quản lý địa bàn, thì đội trinh sát giao thông số 3 quản lý cái đoạn quốc lộ 51 đi qua thành phố Biên Hòa, thì cũng kiểm tra cái công trình hôm nay phối hợp với cục 4, 4.2. để kiểm tra công trình hư hỏng trên quốc lộ 51 thì cũng xác nhận mặt đường bong tróc hư hỏng nặng. Thì về mặt quản lý thì đội thanh tra chúng tôi sẽ có báo cáo nhanh về sở để kiến nghị lên cục để nhanh chóng sửa chữa mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông. Chỉ trong 9 tháng của năm 2024, quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người và bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 22 vụ tai nạn giao thông, tăng 10 người chết và 16 người bị thương. Riêng trong tháng 9 năm 2024, tuyến quốc lộ này cũng xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người và bị thương 2 người. Những cái nguyên nhân mà dẫn đến tai nạn giao thông gia tăng đó là trước tiên là về cơ sở hạ tầng, phải là chưa đáp ứng được cái sự gia tăng của cái lượng phương tiện, thì cái lượng phương tiện ở tuyến quốc lộ 51 phải tăng từ 5 đến 6 lần so với cái mật độ phương tiện ban đầu, cái thiết kế ban đầu. Vừa qua, Ủy ban dân tỉnh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị liên quan sớm phối hợp với các cơ quan chức năng của Đồng Nai tổ chức kiểm tra thực tế các bất cập về hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 51. Đồng thời, Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị khẩn trương khắc phục, sửa chữa những mặt đường hư hỏng và khôi phục vạch sơn bị mờ trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông khi vào cao điểm mùa mưa. Về lâu dài, thiết nghĩ cần hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm chia tải cho quốc lộ 51. Có như thế mới giải quyết dứt điểm tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến. Chương trình Đồng Nai ngày mới quay trở lại với các thông tin đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
nằm trong các hoạt động an sinh xã hội hướng đến kỷ niệm 94 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2024 và 25 năm ngày dân vận cả nước. Ban dân vận tỉnh ủy Đồng Nai đã đến trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thống Nhất. Cũng trong dịp này, Ban dân vận huyện ủy Thống Nhất, Hội nông dân huyện vận động mạnh thường quân trao tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Phát biểu tại chương trình trao học bổng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy Cao Tiến Dũng cho biết, đợt trao học bổng lần này có ý nghĩa rất lớn khi cả nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 25 năm ngày dân vận cả nước, và càng có ý nghĩa hơn khi các cháu vừa mới tụ trường để trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, để giúp các cháu vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường học tập của mình. Thành ủy Long Khánh vừa tổ chức họp các tiểu ban chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Long Khánh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đối với các kế hoạch, công văn của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện xây dựng các báo cáo chuyên đề, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, rút kinh nghiệm và thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Lãnh đạo Thành ủy Long Khánh yêu cầu các tiểu ban xem xét thực hiện nội dung rà soát báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch số 181 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Việc xây dựng văn kiện phải theo đúng chỉ đạo của Trung ương, cần gắn kết việc nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn trên các lĩnh vực, có tinh thần đổi mới nhằm thực hiện tốt Đại hội năm Đảng bộ thành phố Long Khánh nhiệm kỳ 2025-2030. Thưa quý khán giả, năm học 2024-2025, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện đối với toàn cấp học. Và đây cũng là năm học đầu tiên học sinh lớp 9 sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 theo chương trình mới. Kỳ thi này được nhiều bậc phụ huynh, học sinh đánh giá còn căng thẳng hơn cả kỳ thi đại học và càng áp lực hơn khi đây cũng là lứa học sinh đầu tiên thi tuyển lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Năm học 2024-2025 là năm học thứ tư và cũng là năm học cuối cùng học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học cơ sở. Điều này cũng đồng nghĩa với việc học sinh lớp 9 năm học này sẽ là lứa học sinh đầu tiên tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dự kiến được Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai tổ chức vào tháng 6 năm 2025. Tuy chỉ mới bước vào năm học mới chưa đầy một tháng, song không ít thí sinh cảm thấy áp lực trước kỳ thi quan trọng này vì có quá nhiều điểm mới so với những năm trước đây. Điều mà em băn khoăn nhất đó chính là về cấu trúc của đề thi cũng như là cách tính điểm cũng như là cách để bọn em đạt được cái kết quả thi một cách tốt nhất. Vậy nên là em cũng có một ít mong muốn rằng là sở sẽ cho ra cái cấu trúc của bộ đề thi và cũng như là cái phương pháp để đánh giá học sinh để cho em có thêm phần phấn đấu và có thêm động lực để cố gắng hơn cho kỳ thi tuyển sinh ạ. Chương trình mới năm nay là sẽ có nhiều mới lạ và khác biệt so với lại các năm trước. Vì vậy nên là để định hướng dễ dàng và thuận lợi hơn cho các bạn thí sinh có được cơ hội chuẩn bị kỹ càng hơn thì em mong muốn là sở sẽ có những dạng đề minh họa tham khảo trước cho thí sinh. Nguyện vọng của em năm nay là em sẽ chuyên môn hóa, vì môn hóa là môn tích hợp của khoa học tự nhiên, sẽ tích hợp gồm 3 môn là lý, hóa, sinh. Điều lo lắng là em sợ rằng năm nay sẽ khác hơn các năm khác là về chương trình mới, không biết nó sẽ như thế nào về các cấu trúc thi và điểm đạt vào ngôi trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh ạ. Thực hiện sự hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh và Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Biên Hòa và để giúp học sinh yên tâm hơn, ngay từ đầu năm học, các trường đã yêu cầu giáo viên bám sát chương trình, đồng thời cho học sinh tập làm quen với các dạng đề kiểm tra, đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngay bản thân giáo viên cũng có sự lo lắng và phụ huynh, học sinh cũng lo lắng rất là nhiều về vấn đề này. Vì thế mà luôn tìm hiểu, không ngừng. Và khi mà phòng hay là sở giáo dục đưa xuống những cái công văn gì liên quan đến
cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay thì chúng tôi đều hết sức là nghiên cứu rất là kỹ để bàn luận với nhau xem là cần phải đưa ra cái phương pháp dạy và học như thế nào để cho các con tự tin nhất tham gia cái kỳ thi. Nhà trường chú trọng việc quán triệt đến giáo viên bộ môn là phải bám sát theo yêu cầu cần đạt của các môn học và hoạt động giáo dục để làm sao đảm bảo được mục tiêu giáo dục đó là phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đặc biệt là đổi mới về kiểm tra đánh giá. Vì kiểm tra đánh giá bây giờ rất là đa dạng về các hình thức kiểm tra đánh giá và nội dung về kiểm tra đánh giá cũng phải được thay đổi cho phù hợp với cái mục tiêu giáo dục. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai chưa công bố định dạng, cấu trúc đề thi các môn và học sinh cũng chưa biết sẽ thi bao nhiêu môn cho kỳ thi quan trọng này. Muốn thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, các em sẽ phải thi môn tích hợp hay từng môn đơn lẻ. Nếu có được thông tin sớm, nhiều học sinh cho biết các em sẽ chủ động hơn trong kế hoạch học tập, từ đó phấn đấu đạt được mục tiêu mình đã đề ra ngay từ đầu năm học. Trên lĩnh vực y tế, nằm trong chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi rubella do Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai triển khai, các địa phương trên địa bàn huyện Long Thành đã tổ chức rà soát thông tin trẻ em từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều và dự kiến sẽ tiêm hơn 18.000 mũi vaccine sởi rubella cho trẻ em trên địa bàn. Đây được xem là chiến dịch tiêm chủng kịp thời và hiệu quả, giúp bảo vệ trẻ em khỏi dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Mặc dù chưa ghi nhận ca mắc sởi trong năm 2024, nhưng với tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngay khi chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella được triển khai, trạm y tế xã Long An, huyện Long Thành đã tổ chức rà soát trẻ em trên địa bàn xã chưa được tiêm vaccine sởi rubella hoặc chưa tiêm đủ liều, nhất là trẻ em từ 1 đến 5 tuổi. Dự kiến, trạm y tế xã sẽ tổ chức tiêm hơn 2.000 liều vaccine phòng bệnh sởi rubella cho trẻ em trên địa bàn. Thời gian và địa điểm tiêm cũng được trạm y tế xã bố trí linh hoạt, phù hợp với lịch sinh hoạt của trẻ em và phụ huynh. Khi có triển khai từ công văn của tuyến trên thì trạm y tế đã phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể, các trường học như trường mẫu giáo, nhóm trẻ rồi các trường trên địa bàn xã thì điều tra số trẻ chưa tiêm hoặc là chưa tiêm đủ mũi, mới tiêm một mũi để lên danh sách và có sự đồng tình của phụ huynh học sinh. Sau đó là trạm sẽ tiến hành lên kế hoạch và sắp xếp lịch tiêm cho các trường để tạo điều kiện cho phụ huynh đi làm cũng như là không có điều kiện đưa con em đến trích trong những ngày thường á thì là sẽ là tổ chức tiêm chiến dịch cuối tuần. Bệnh sởi là một cái bệnh rất là nguy hiểm và nó trong môi trường trường học thì nó rất dễ là lây lan. Chính vì vậy thì cái chiến dịch tiêm ngừa vaccine này thì thấy rất là kịp thời và hiệu quả, giúp cho các em được cái vấn đề miễn dịch tốt cho sức khỏe ở trong cộng đồng. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Long Thành đã ghi nhận 43 ca mắc sởi ở 11 trên 14 xã thị trấn. Trong đó hơn 95% ca mắc đều là các trường hợp chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Mặc dù tình hình dịch đã được kiểm soát, số ca mắc đã giảm, nhưng ngành y tế ở huyện Long Thành vẫn không chủ quan lơ là. Việc triển khai tiêm chủng vaccine sẽ là yếu tố then chốt giúp tạo ra miễn dịch cộng đồng, bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện khỏi dịch bệnh nguy hiểm này. Thì trung tâm cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với bên phòng giáo dục huyện Long Thành, chỉ đạo cho các trạm y tế xã phối hợp cùng với các trường học để điều tra các đối tượng trẻ từ 1 đến 10 tuổi để nắm rõ cái lịch sử tiêm của trẻ. Thì chúng tôi sẽ lập cái danh sách để tiến hành tiêm vaccine. Thì hiện nay trung tâm y tế đã triển khai trên 14 xã thị trấn để triển khai tiêm chiến dịch này để đảm bảo cho 100% số trẻ trong cái diện này được tiêm cái vaccine sởi để đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Long Thành. Huyện Long Thành sẽ hoàn thành tập trung tiêm vaccine phòng bệnh sởi rubella cho hơn 18.000 trẻ em trên địa bàn huyện vào ngày 15 tháng 10, với mục tiêu trọng tâm là 100% trẻ từ 1 đến 10 tuổi sẽ được tiêm một mũi vaccine, góp phần kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Nai cho biết thực hiện công tác tuyên truyền lưu động.
Trong 9 tháng năm 2024, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh xây dựng 5 chương trình tuyên truyền lưu động và tổ chức đi biểu diễn phục vụ cơ sở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào thiểu số, học sinh các trường học trong tỉnh, đạt 105 buổi phục vụ trên 25.000 lượt người xem. Đồng thời trang trí 7 xe ô tô cổ động tuyên truyền gồm cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ phướng, treo pano hai bên thùng xe đi tuyên truyền trên các trục đường với các nội dung kỷ niệm các sự kiện lớn của dân tộc. Bên cạnh đó, 5 đội, 7 tổ chiếu phim lưu động của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh chiếu các phim truyện Việt Nam, phim tài liệu, phim hoạt hình, lồng ghép nội dung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị, các vấn đề nổi bật của đất nước, của tỉnh, phục vụ thiếu nhi, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số, các xã nông thôn mới và công nhân tại các khu công nghiệp trong tỉnh. Số buổi chiếu phim và lồng ghép tuyên truyền là hơn 1.000 buổi, thu hút trên 130.000 lượt người xem. Trong đó, số buổi chiếu phim ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã nông thôn mới là hơn 1.400 buổi, thu hút trên 110.000 lượt người xem. Vâng, thưa quý vị, hiện nay phong trào tập luyện cầu lông ở huyện Trảng Bom phát triển mạnh mẽ. Đây là môn thể thao dễ chơi, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều người dân. Chính vì thế nó đã thu hút nhiều người dân với các lứa tuổi khác nhau cùng tham gia rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Tại nhà thi đấu huyện Trảng Bom, mỗi buổi sáng hàng ngày, dễ dàng nhận thấy phong trào tập luyện cầu lông rất sôi nổi, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Người già, người trẻ, có nam, có nữ, họ đều có chung niềm đam mê môn thể thao này. Những trận cầu gay cấn nhưng không thiếu những tiếng cười vui vẻ của vận động viên không chuyên. Tôi thấy cái môn này là nó hoạt động toàn thân, coi như vận động từ góc độ, nhiều góc độ, với lại chơi một cái tập thể anh em. Tôi thấy cái môn này là hợp với tôi hơn. Chung gắn kết được cái tình anh em hòa đồng từ lớn cùng vài nhỏ cũng vậy. Ở đây coi các em, các cháu đều lên hết thì nó cũng có một cái phong trào chung. Không chỉ riêng trên địa bàn thị trấn Trảng Bom, hầu hết các xã và một số cơ quan, đơn vị trong huyện đều có người tham gia tập luyện cầu lông. Ở nhiều nơi, người dân đã tích cực tham gia thực hiện xã hội hóa, xây dựng các sân chơi cầu lông trong nhà với đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống ánh sáng, tạo điều kiện cho cầu lông phát triển sâu rộng. Sân cầu lông Minh Phúc của anh Nguyễn Hữu Nhật, xã Sông Chầu, hiện có 4 sân thi đấu, mỗi ngày có hơn 30 người dân tham gia luyện tập. Đặc biệt anh Nhật còn phối hợp mở lớp dạy cầu lông cho học sinh, thiếu nhi trong khu vực. Các em được truyền dạy kỹ năng, kinh nghiệm đánh cầu từ cơ bản đến nâng cao. Dạ, con chơi được 3 tháng và con thấy môn cầu lông này rất tốt cho sức khỏe. Và thầy có dạy cho con những kỹ thuật cơ bản, đó là phong cầu, bỏ nhỏ, đập cầu. Con rất yêu thích môn cầu lông. Hiện tại là khu vực mình đó là sân cầu lông thì cũng chưa có nhiều. Dạ, thì em muốn đẩy mạnh cái phong trào cầu lông này, tức là đáp ứng nhu cầu cho mấy bác, mấy chú có sức khỏe. Rồi dự định sắp tới của bên em thì sẽ mở 7 sân. Hàng năm, huyện Trảng Bom đều tổ chức các giải thi đấu cầu lông nhằm thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sâu rộng. Mới đây, giải cầu lông Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng huyện Trảng Bom năm 2024 đã được tổ chức. Giải thu hút 142 vận động viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong toàn huyện tham gia. Dù mang tính chất phong trào, nhưng chất lượng thi đấu ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, nhiều giải đấu được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát hiện phong trào cầu lông, đào tạo nguồn vận động viên cho huyện. Trong các năm gần đây, phong trào cầu lông của huyện Trảng Bom là phát triển rất mạnh. Nhiều câu lạc bộ được thành lập và thu hút đông đảo người dân ở các cái độ tuổi tham gia tập luyện, và đặc biệt là độ tuổi thanh thiếu niên nhi đồng. Thì hàng năm, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao của huyện thì tổ chức từ 2 tới 3 giải cho bộ môn cầu lông, như là giải là mừng Đảng mừng xuân, như là giải học sinh hè và giải vô địch của huyện. Thì thông qua các giải là được là đông đảo mọi người tham gia ở các cái độ tuổi, nhóm tuổi, và thông qua giải để tuyển chọn các cái vận động viên xuất sắc của huyện tham gia các cái giải do tỉnh tổ chức, để tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phát triển cái phong trào thể dục thể thao của huyện nói chung và đặc biệt là bộ môn cầu lông trên địa bàn của huyện Trảng Bom. Phát triển phong trào luyện tập cầu lông
không chỉ nâng cao ý thức nhân dân trong việc rèn luyện thân thể, mà còn tạo sự gần gũi, thân thiện giữa mọi người, tăng cường tình đoàn kết. Bên cạnh đó, môn thể thao này còn là sân chơi lành mạnh, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo động lực trong phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa,